Thưa quý vị, thưa các bạn, kết nối cung cầu phát triển chuỗi giá trị trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, tăng tính cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng. Đây cũng là điều kiện giúp cho việc sản xuất của nông dân, tiêu thụ của các doanh nghiệp ổn định hơn, hạn chế tình trạng mất cân đối cung cầu trong sản xuất kinh doanh nông sản và thực phẩm. Quảng Trị hiện nay đã hình thành các vùng nguyên liệu cà phê, cao dược liệu Định Sơn, hồ tiêu, gạo sạch, gạo hữu cơ, chuối, dưa hấu, đậu xanh, dâu tằm, vân vân trên diện tích khoảng 165.000 ha. Riêng đối với cây hồ tiêu, toàn tỉnh có hơn 2.500 ha, trên 500 ha dứa, 40 ha cây dược liệu, trên 12.000 ha sắn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đây chính là nguồn nguyên liệu phong phú phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm của tỉnh. Bên cạnh việc quy hoạch các vùng chuyên canh, Quảng Trị đã tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến, đào tạo lao động lành nghề, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm. Đã hình thành chuỗi cung ứng tạo điều kiện cho doanh nghiệp cơ sở sản xuất trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, hải sản, thực phẩm có chất lượng tốt, an toàn và những sản phẩm chế biến công nghiệp có lợi thế để kết nối với những nhà phân phối tiêu thụ, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm hàng hóa địa phương. Việc mà nguồn thu từ nông lâm thủy sản cũng là khá lớn, giúp cho vấn đề phát triển kinh tế của tỉnh. Và trong thời gian tới thì chúng tôi nghĩ đây với cái tiềm năng lợi thế và với đa dạng các cái loài cây trồng con nuôi như thế này, thì với cái chủ trương và có cái định hướng tốt thì chắc chắn là cái vấn đề phát triển nông lâm thủy sản là ngày càng được mở rộng và đẩy mạnh hơn. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, hợp tác xã trong tỉnh Quảng Trị còn tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm và bảo vệ môi trường, chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để khai thác các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới, từng bước xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp sản xuất chế biến với vùng cung cấp nguyên liệu và các nhà phân phối tiêu thụ. Đến nay, Quảng Trị đã hình thành và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong và ngoài tỉnh. Nhằm kết nối gắn kết giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm nông lâm thủy hải sản đặc trưng, giúp các sản phẩm có vị trí trên thị trường nội địa, tỉnh Quảng Trị còn chú trọng đến các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh giao thương kết nối cung cầu. Tôi đánh giá rất là cao cái việc hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại của Sở Công Thương trong các cái dịp đưa các cái sản phẩm của các cơ sở địa phương đến với các hội chợ. Bởi vì khi được đưa đi như vậy thì các cơ sở sản xuất nó có nhu cầu, nó có điều kiện để có thể là liên kết được với các cái nhà phân phối. Do đó cái sản phẩm là tiếp cận được đến cái thị trường trong nước được nhiều hơn. Đánh giá rất cao đối với cái sự kết nối cung cầu của Sở Công Thương đã tổ chức, tại vì nó mang cái tính là quy mô chuyên nghiệp và mục đích là cùng phát triển cộng đồng, tại vì là đằng sau một cái nhà sản xuất đó chính là cái mức sống của người dân được nâng cao. Hội nghị kết nối cung cầu này thì mong toàn thể các khách hàng hoặc là các cơ quan nhà nước để kết nối, để giúp cho công ty để làm các cái việc này là giống như bán được thêm nhiều sản phẩm. Để việc kết nối tiêu thụ sản phẩm được hiệu quả, tỉnh đã tổ chức các doanh nghiệp phân phối tham quan các vùng trồng, đơn vị sản xuất. Qua những lần mà tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp tham gia các cái kết nối cung cầu do Bộ Công Thương tổ chức, thì thứ nhất là họ cần phải thay đổi như thế nào để hàng hóa họ tiếp cận được với thị trường. Thứ hai nữa thì họ đã được trực tiếp kết nối với các nhà phân phối, với các cái siêu thị lớn, để đưa các cái hàng hóa của họ vào trong cái hệ thống siêu thị. Tôi nghĩ đầu tiên thì phải thay đổi về mặt tư duy, tức là chúng ta bán cho siêu thị nhưng cuối cùng siêu thị sẽ bán cho người tiêu dùng. Vì vậy cho nên thì nhà cung cấp phải suy nghĩ là làm sao tôi bán cho người tiêu dùng thông qua kênh phân phối là siêu thị. Vì vậy cho nên việc về mặt tư duy như thế thì chúng ta phải lắng nghe rất nhiều về ý kiến của người tiêu dùng, góp ý về mặt sản phẩm, từ khẩu vị, từ định mức, từ hình ảnh bao bì, từ tiền dùng. Từ đấy thì chúng ta sẽ cải thiện dần dần, thì tức là cái kênh thông tin giữa khách hàng và nhà sản xuất nó phải liên tục kết nối. Trong thời gian tới, để giải quyết bài toán kết nối cung cầu trong tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, Quảng Trị cũng cần tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ hình thành các tổ chức sản xuất kinh doanh như là hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ thông tin, dự báo thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích thiết thực nhằm xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, phân phối tới tiêu dùng. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, hợp tác xã cần phải quan tâm hơn nữa đến việc nghiên cứu thị trường,
khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, cung ứng ra thị trường sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.